penguinaudiobook.com Một buổi sáng tốt lành. Доброго ранку. Ngày tốt. Хороший день. Chào buổi chiều, Доброго дня. chúc ngủ ngon, На no, добраніч. xin vui lòng, không có gì, hãy đúng, Так. không đúng, đúng, tốt đúng, tồi tệ Pogano. Hân Hạnh được được bạn phùi ễm bạn đến từ đâu? звідкі ти. công việc của bạn là gì? що ти робиш. số điện thoại của bạn là gì? який у тебе номер телефон? cảm ơn rất nhiều. дуже дякую. tôi xin lỗi. вибачте. nghe có vẻ tuyệt vời. Звучит чудово. Tôi không hiểu. Я не розумію. Bạn có thể lặp lại điều đó được không? Не могли б ви це повторити, будь ласка. Bạn có thể giúp tôi được không? Можеш мені допомогти? Cái này giá bao nhiêu? Скільки це коштує? Làm thế nào để tôi giúp bạn? Як я можу тобі допомогти? лам чо той. Будь ласка, зателефонуй мене. Хамвен зі. Нема проблем. Чок Чукмунсинг. З днем народження. Хайкантан. Будь обережний. Думла лан? Не хвилюйтесь. Кузу? Допоможіть. Bạn khỏe không? Як справи? Tôi không thể nghe thấy bạn. Я тебе не чую. Tôi không thích nó. Мені це не подобається. Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, xin vui lòng cho tôi biết. Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, дайте мені знати. Tôi yêu em. Я тебе люблю. Tôi đang hạnh phúc. Я щасливий. không có thời gian bây giờ. Я дуже зайнятий. Я зараз не маю часу. Tôi nghĩ nó rất tốt. Я думаю, що це дуже добре. Chờ một chút. Хвилинку. Tất nhiên. Звичайно. com Hai, cái này rất quan trọng. Xin duje Tôi muốn mấy như Tôi không muốn. Я не хочу. Ở đâu? Where? Ở đâu? Where? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? The toilet. Bao nhiêu? Сколько? Chi phí bao nhiêu hoặc chi phí bao nhiêu? Сколько це коштує або скільки це коштує? Đồng hồ o'clock. Годинник. Година. Mấy giờ? Котра година. Vào thời gian nào? O котрі. Bạn có? Ты маєш. Bạn, bạn có không? Bạn có. Ты маєш? Чи ты? Tôi hiểu. Я розумію. Tôi không hiểu. Я не розумію. Bạn hiểu không? Nó là. Là nó. Yes. Ga xe lửa ở đâu? Де знаходиться залізничний вокзал? Làm ơn đi vệ sinh ở đâu? будь Đến ga xe lửa, làm ơn На вокзал, будь ласка. Đến sân bay, làm ơn. Voireport, будь ласка. Tôi muốn. Я хотел. Tôi muốn một chiếc taxi. Я хотел такси. Tên tôi là Ange. Bạn tên là gì? Меня зовут Anders. Як вас звати? Tôi tên là Maria. Моё зовут Мария. Họ của bạn? Ваше призвище. Bạn làm nghề gì? Яка ваша робота? Tôi là thợ chụp ảnh. Я фотограф. Bạn học gì? Что ты Tôi đang học tiếng Anh. Я выучаю Bạn sống ở đâu? Đi tìm mê shkêish? Bạn tên là gì? Jak vás zváti? Tên tôi là Anna P. Tersson. Mê ná zvu tì Anna P. Bạn đến từ đâu? Zvít kê Tôi đến từ Uppsala nhưng tôi sống ở Stockholm. Ja ro dom zupsale, ale zhivo v Stockholmie.

Tạm biệt. Do побачення. Thời tiết ra sao? Яка погода? Bạn muốn ăn gì? Що ти хочеш їсти? Cảm ơn rất nhiều. Дуже дякую. Cảm ơn. Дякую. Hotel bellman, chào buổi sáng. Hotel bellman, доброго ранку. Buổi sáng tốt lành. Bạn có một phòng trống. Доброго ранку. У вас є вільна кімната. Đối với một người. Для однієї людини. Có, cho một người. Так, для однієї людини. Cho hôm nay. На сьогоднішній день. Không, cho ngày mai. Ні, на завтра cho một đêm. Na odnu nich. Không, trong sáu đêm. Ni, nee, protsigom shesty -si nochey. Có, chúng tôi có một phòng trống. Tak, u nas ye vilna kimnata. Ồ, điều đó thật tuyệt, cái này giá bao nhiêu? O tse chudovo. Skilke tse koshtoye. 100 euro mỗi đêm. 100 euro za Bạn muốn ăn gì? Що ви хотіли їсти? đặc chiếc làm ơn. đặc biệt, làm ơn. Два особливих бутерброда, будь ласка. và ăn uống. Chưa bạn ăn gì? Chưa bạn muốn ăn ăn і воду, будь Tôi có thể trả tiền không? Чи можу я заплатити? Chắc chắn. Đó sẽ là 18 euro. Безумовно. Це буде 18 euro. Cảm ơn. Thật không may, chuyến tàu bị hoãn. Спасибо. На жаль, поезд затримується. Có, có một trận đấu bóng đá tại Madrid. Так, У Мадриді є футбольний матч. Vâng, tôi cũng sẽ đến đó. Khi nào thì наути đến? Так, я теж туди їду, Коли приїде потяг? Trong nửa giờ, khi nào trận Хи bắt đầu? Через півгодини. Коли починається матч, tôi muốn một vé để đi du lịch. Я хотів би квіток на подорож. một vé đến Cuddey, chuyến tàu đến Madrid, Pois de Madrid, chuyến tàu từ Madrid, Pois de Madrid, chuyến tàu từ Madrid đến Paris, Pois de Madrid до Парижа. đầu tiên, первый, lớp học đầu tiên, первый классный

4. Xe buýt đến Munich ở đâu? The Autobus de Munchen. Con số nào? Ia kese Ghế nào? Ia kese Ghế số 5. Misse piate. Vé giữ chỗ. Quytok na Thời gian biểu, lịch trình. Rosklad, Chuyến tàu đầu tiên. Перший потяг. Chuyến tàu thứ hai. Drugi поезд. Chuyến tàu tiếp theo. Наступный поезд. Chuyến tàu cuối. Останний поезд. Tiền. Гроши. Ngân hàng. Bank. Ngân hàng ở đâu? The bank. Văn phòng trao đổi tiền tệ. Пункт obminu valyoty. Tôi muốn đổi một số tiền. Я хотел бы поменять гроши. Mua. Купити. Tôi muốn mua euro. Я хотел бы купить евро. Tỷ giá hối đoái. Обминный курс. Tỷ giá hối đoái là gì? tỷ giá hối đoái như thế nào. Yaki od min ne kurs, yako od kurs. Tôi muốn có một căn phòng tốt hơn. Yako til bui crash chui kim Tôi muốn một phòng có phòng tắm. Yako til bui kim natus vanno kim Chi phí bao nhiêu. Skil kits kostoye. Rất đắt. Дуже дорого. Nó quá đắt. Цена то дорого. Bạn có một phòng rẻ hơn? У вас есть дешевшая комната. Bạn có chìa khóa không? У вас есть ключ. Nó hoạt động. Всё работает. Nó không hoạt động. Не работает. Vòi hoa sen bị hỏng. Душ сломался. trước. Tôi muốn đặt trước một phòng. Я хотів би обмовитися. я хотів би забронювати номер. Направо Зліва. бинчай Зливо. The chuyển bạn sang bên phải. Поверніть праворуч, або перейдіть праворуч. quẹo trái. Повернет налево. Thẳng tiến. Прямо по переду. Góc. Cút. Quanh góc. За рогом. Con đường. Vô lịch PenguinAudioBook.com bên kia đường. Inshi bi kvolitsi. Cuối phố. Kinec volitsi. Đến tận ngân hàng. Aż do banko. Xa đến góc. Aż do kuta. Đến cuối phố. Do kince vul. Cho bao nhiêu người. Na skilke Tôi muốn một bàn cho hai người. Tôi muốn cái bàn này. Tôi muốn cái đó ở đằng kia. Я хочу той Bàn khác. In Bạn có bàn khác không? Cửa sổ. Gần cửa sổ hoặc gần cửa sổ. Bilia vikna, abo, bo, poblis vikna. thực đơn xin vui lòng. Menu, budluska. Hóa đơn xin vui lòng. The kono projekt, budluska. Bao gồm, of có bao gồm, dịch vụ không. Posloch of tôi muốn trả tiền làm ơn, tôi muốn заплатити. будь ласка. Hai Cafe, làm ơn, hai cốc будь ласка. Bạn có muốn một món tráng miệng không? Хочете десерт? Cái này giá bao Tôi muốn một коштує? Tôi muốn một cái gì đó rẻ hơn.

Цього року Нам сау. Наступного року. Нам Намгуай. Минулого року. Чамгайгай. За два дні. дни. Чамвам хайня. Протягом двох днів. Хайгайчу. Два дні тому. Хайлон. Два рази Балан. Тричі.

Làm thế nào là muộn? Nói kỹ 8 giờ. 8 hồi. Bây giờ là 1 giờ. Giờ là 1 Bây giờ là 8 giờ đồng hồ. Vừa 8 giờ. 8 giờ 15. Chợt na 8. 8 giờ 15 phút. 8 годин 15 хвилин. Тамзо зуе. Чінзоє. Половина дев'ятої. Половина дев'ятої. Мод фанту дензо. Чверть на дев'ято. Тамзо фут. 8 годин 50 хвилин. Мой фут день ен. 10 хвилин до 9 є. Тамзонг. 8, 8 години ранку. Бонзочьо. Чотири години дня. Там за той. 8 години ночі. Ай. Вооз Доля. Кто там? Зій? Що? Нолазий. Що це? Cái này là cái gì? Đó là gì? <laughs> cái gì ở đằng kia? <laughs> Bạn nói gì? <laughs> Bạn nói gì? Bạn đang nói gì vậy? сказал? Khi <laughs> <laughs> khi nào tàu khởi hành? Cô ấy viết phạm lễ xe potter. Ở đâu? Để. Tàu điện ngầm ở đâu? Để metro. Cái mà. Cô trời. Xe buýt nào đi đến Hamburg? Yaki автобус подружие до Хамбурга. Tại sao? Чому? Tại sao không? Чому не? Làm sao? Yak. Thế nào rồi? Nó diễn ra như thế nào? Yak sprawy. Yak sprawy. Bạn khỏe không? Yak ty. Bao nhiêu? Skilke. Bao nhiêu? Yak bagato. Bao nhiêu km? Skilke kilometriu. Bao xa? Yak daleko. Bạn có muốn? Ты хочешь? Bạn có muốn? Хотел бы ты? PenguinAudioBook.com Bài tôi nói tiếng Đức. Я разговариваю немецкую. Tôi không nói tiếng Tây Ban Nha. Я не говорю по-испански. Банко ной тингтай баняхам. Ты розмовляешь испанскою? Мочу трішки Тудайдинда. Звисы туди. nhà няга. На залізничному вокзалі. вокзале. Ченнинтаг. На xe lửa. В поезде. Tôi đang học, tôi đang học. Я учуся, я учусь. Tôi học, tôi đang học chuyên ngành. Я навчаюся, я навчаюся за специальностью. Tôi đang đi, tôi đi đây. Я иду, я иду. Dừng lại. Стой. Dừng ở đây. Зупинись тут ổn mà. Все добре. Tôi có thể, tôi có thể. Я могу, я могу. Tôi có thể. Можно я. Tôi có thể. Смогу я. Tôi có thể. Смогу я мати. Được gọi là. Буду поглядати. Tên tôi là, tôi được gọi là. Мене звуть, мене клычуть. То нокнау. За якой краины? Батдин туданок. За родом. Я прийшов. Тойдин тухаки. Я родом із США. К, ко, Є, Ye, sedaya. Đã có, đã có, nó đã cho. Bulo, bulo, sedalo. Tôi yêu. Я люблю. Tôi thích. Мне подобается. Bạn thích. Тобі подобается. Xin lỗi. Выбачте. Thứ lỗi cho tôi. Пробачте. Tôi có. Я маю. Tất nhiên. Звичайно. Chắc chắn. Звичайно. Bạn có thực đơn tiếng Anh không? У вас є англійське Đi nào. Ходимо. Cách mà một người nói. Як можна сказати? Chú ý,

tôi không muốn Я не хочу. Tôi không muốn đi. Я не хочу идти. Tôi không muốn một cuốn sách. Tôi không muốn có cuốn sách nào. Я не хочу книгу. Я не хочу книги. Tôi muốn Я хочу. Tôi không thích Я не хочу. Tôi không muốn đi du lịch. Tôi không thích món tráng Tôi không thích món tráng miệng. Tôi không thích Tôi không Я маю. Tôi không có hoặc Tôi không có. У tráng немає, або у немає. Nó là. không không phải vậy. Bạn có Tem mais. Bạn không có, hoặc bạn không có. У вас немає, або у вас немає. Tôi biết. Я знаю. Tôi không biết. Не знаю. Tôi hiểu. Я розумію. Tôi không hiểu. Я не розумію. Tôi nói tiếng Anh. Я розмовляю англійською. Tây Ban Nha. Я не розмовляю іспанською. Той тик. Мені подобається. Tôi không thích. Мені не подобається. Có, có. Є. Yeah, yeah. không, có, không có. Немає, немає. thẩm mỹ viện salon красы anh ấy lớn vin великий anh ấy có lớn không vin великий nó có lớn không vin великий bạn có một chiếc xe у вас есть машина bạn có xe hơi không у вас есть автомобиль tàu ở ga Поезд находится на вокзале. Xe lửa có ở ga không? Поезд на вокзале. Bạn hiểu? Ты разумеешь? Bạn hiểu không? ты Nó quá to. Вен за мэта lớn. Nó có quá lớn không? Чи вен за Có, có. Yeah. Yeah. Penguinaudiobook com nó có xa đây không xa đời có gì đó. Bạn muốn? Ты Bạn có muốn? Ты Nó là. Là nó. Nó là gì? Có một phòng với một vòi hoa sen. -kim có phòng nào có vòi hoa sen không? Шией кімната з душем. Той фай, той фай. Я повинен, я повинен. Той фай, муа. Я повинен купити. Той фай, муа мут ве ді зу лік. Я маю купити квиток, щоб подорожувати. Той нен. Мені слід. Бан Бауньо той Сколько Bạn sống ở đâu? Где Cho tôi xem, cho tôi xem. Покажи <laughs> <mấy, ¿póng cười> <mấy, ¿póng cười> Chậm lại. Tôi muốn đi. Я <laughs> <laughs> Bạn có cái gì khác không? У вас есть что đối lập với lớn. Protelejnosti velikomu. Tôi không biết từ. Я не знаю цього слова. Điều đó có nghĩa là. Це означає. Có nghĩa là. Це означає. Điều đó nghĩa là gì? Що це означає? Cái đó được gọi là gì? Làm thế nào được gọi là? Як це називається? Як це називається? Làm thế nào để một người nói làm ơn bằng tiếng Đức? Як можна сказати будь ласка німецькою? Той cần. Мені потрібно. Теквали куми чай ал одао, де валіза Майкла. tốt. дуже добре. Тот Зозен. Звичайно, ясно. Ван. Добре. Okay, không vấn đề gì. Без проблем. Хомтай. Непогано. Không tệ. Це непогано. Nó tốt. Це добре. Tôi đói. Я голодний. khát nước. Я хочу пити. Той нам. Мені гаряче. Той лайк. Мені холодно. Пенгвин Оребок.com. Мой, то Thời tiết tốt, thời tiết đẹp. погода, чудова погода. Trời lạnh. Холодно. Nó ấm áp. Teplo. Nó tuyệt thật. Все круто. Trời nắng. Sônechno. Đó là gió. Ветрено. Xin lỗi, làm ơn. Chuyến tàu tiếp theo đến Madrid sẽ khởi hành khi nào? Вы бачите, коли відправляється наступний поїзд до Мадрида. Tàu sẽ khởi hành sau 10 phút nữa. Поїзд відправляється за 10 хвилин. Xe rời đi lúc 10 giờ sáng. Він відправляється о 10 годині ранку. Bao nhiêu tiền một vé? Hạng nhất hay hai hạng hai. Перший Xin mời lớp thứ hai. Другий Đó là 200 euro, điều đó kiếm được 200 euro. 200 евро, 200 евро. 10 giờ sáng ngày mai, hoặc anh ấy muốn có vé tàu đến Paris. Завтра 10 або він Xin lỗi, làm ơn, xe buýt đến bãi biển ở đâu, hoặc từ nơi khởi hành xe buýt đến bãi biển. Вибачте, будь ласка, автобус до пляжу, ở đằng kia, bên trái. Tam zliwa. Cái nào? Có nhiều. Yaki. Tut bahata. Đó là số 5. Sino Cảm ơn rất nhiều. Velike spasibie. Xe buýt này có đi đến bãi biển không? Si автобус yedi na plage. Không,

Làm ơn, ngân hàng gần nhất ở đâu? Выберште, будь ласка, де найближчий банк? Bạn cần gì? Что-то потрібно. Tôi muốn đổi một số tiền. Я хотел бы поміняти гроші. Có một ngân hàng ở phía bên kia đường, bên phải. З іншого боку вулиці, праворуч, я берег. Tỷ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu? Ya kỉ segodni kurs Đó là 1,22 đô la mỗi euro. Tôi muốn mua euro. Bao nhiêu? Tôi muốn đổi 100 đô la. Я хотел изменить 100 долларов. Tôi cũng muốn một số tiền, xin vui lòng. Я также хотел килка монет, будь ласка. Bạn đây rồi. Ой, ты Cảm ơn rất nhiều. Великое спасибо. Xin lỗi, bạn có còn phòng để thuê không? Xin lỗi bạn, bạn còn phòng trống không? Вибачте, будь ласка, у вас ще є кімнати для оренди, вибачте, будь ласка, у вас ще є вільні кімнати. Фай, патнін, так, звісно.